À đây 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 đây. Nên ngày ok kìa. Đâu hết rồi? Trời ơi. Đừng là ngại mà luôn. Nhân ngày nào gọi tên của người ta đi. Ừ, gọi tên người ta lên. Biết không tặng ai? Ừ, gọi tên lên, gọi tên lên, gọi tên lên, gọi tên đi. Thôi bờ gọi tên ngại lắm, để tao đi theo tiếng gọi của trái tim vậy. Ừ. Ôi giời ơi. Ôi. Ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa. Chạy đi đâu đây? Quên này. Chị quên một thứ này, chị quên một thứ này. Chị đứng lại cho bạn em nói gì này. Oh. Đây. Trời ơi sao nhiều người nói nhìn thấy. Nói đi thằng quỷ. Ăn cơm chưa? Lùng mới. Anh em ơi có đầy 50 là 20 nhá. Chưa ăn là thôn bánh kem vào mồm à. Ủa, chị trả lời chưa nhở? Tao không nghe gì nhở? Dạ vâng. Một tủ hay sao ấy? Em ngại ba lô tề đấu được sao? Thì từ lần đầu tiên anh gặp chị thì ok anh đã có cảm giác là đấy, anh em để ta tự nhiên đi, anh em để ta tự nhiên đi, từ từ anh muốn đi cùng chị. Ủa hồi nãy chị nói con xe chị mới sửa lần 1.400 à? Đến hết cuộc đời này. Đây là món quà đầu tiên anh tặng cho chị nhé. Ngủ chị tiền kéo nhá. Đi bài ba lầu tề. Chị nói gì chị ơi? Kéo đây là 1.400 đấy. Em vâng. Thật mạnh lòng ý là như thế nào không ạ? Chị như nào thì chị nói với anh em một câu chứ. Em mắc quay tí rồi. Đừng như thế này, anh em tổn thương lắm. Nói gì đi im lặng mà. Không nghe gì cả chị ơi. Trời ơi. Ôi dồi ôi. Chị vừa mới kết thúc một mối tình thôi, cho nên là không bắt đầu một chuyện tình mới nữa đâu. Quê bái luôn. Quê đi mẹ. Ai trời ơi. Tim tôi đau quá. Tim tôi đau quá man. Đề không sao, không sao. Không sao chị ơi. Em tặng bánh kem này chỉ là cho chị ăn đỡ đói thôi cũng được. Đấy xong rồi từ từ chị chấp nhận tình cảm của em sau cũng được mà. Ảo quá bạn nhỉ. Tớ với cậu nên bỏ mặc. Tớ bảo. Ok. Chị ơi. Em bảo này. Chị ơi. Chị. Thôi thì em nói thầm này, chị nhận đi cho em đỡ ngại. Tớ bán. Nghe đi, anh ơi, nghe đi. Dạ vâng, để em để trong cốp nhá, không em sợ để dưới đất nó bị bẩn ấy. Uầy, vừa nãy nhá, vừa nãy em bị tai nạn, em bị ngất xỉu mà em vẫn phải giữ cái bánh này nó sạch sẽ thôi. Quỳ. Dạ vâng, em để này cho chị ấy. Chị cho chị vậy bạn. Dạ vâng, thì em biết là ở đây đông người cho nên là chị cũng hơi ngại ấy. Đấy thì chị cứ từ từ chấp nhận thôi, không sao đâu. Đó, em đi đây. Ý là chị là chấp nhận bánh kem thôi mà. Đúng rồi. Chị chấp nhận cái bánh kem cho chị xem. Xong rồi sau này chúng mình nhau sau cũng chưa muộn mà. Đó, chị nhá. Okay. Đi thôi. Bánh kem ấy bạn. Ừ, đi thôi. Đi thôi, gây chứ nhớ xong bỏ trốn. Được rồi. Đi thôi. Ai con mẹ à. Ba rồi. Thanh niên bị gài mặt cười. Được mà trông giống bố mày bị gài thế nhở? Tao bảo, đây nhớ mày bảo tao gài tao bảo là qua tặng bánh kem thôi. Thì mày nói đơn giản là chị ơi, phải em có mua cái bánh kem này em tặng cho chị nhận giùm em. Tự nhiên điệp mẹ đi hết cuộc đời này. Ừ nhở? Lộn bài không? Sao đéo nó rõ hơn? Đi, tao đã bảo là qua tặng bánh kem thôi. Tao nhắc lại nãy giờ rất là nhiều lần rồi. Thế tao quay lại để bố mày bảo lại. Xin mày đấy. Tao bảo tặng bánh kem luôn mà. Đấy, ngồi nó lại
này, anh nhìn thế này. Chị ơi, chị đừng suy nghĩ gì nhiều nhá, em chỉ tặng bánh kem cho chị thôi, tại vì em bỏ luôn, vừa bảo hứa làm cho chị cái bánh đấy. Bắt lao động kìa, trời ơi. Chị không nghĩ gì đâu. À thế à? Nghe anh ấy cháp chị đấy, anh thích cháp chị đấy. Không sao đúng không chị? Không sao, không sao. Anh im đi. Rồi, thế thôi, đi, xong rồi. Anh im đi chứ. Quá buồn. Tại thế nhở? Cái gì đấy? Tao tao, em anh tưởng chị khỏi ơi chỗ nãy em nhầm, cho em xin lại cái bánh mặt cười. Đi bạn anh em mình phải chui vào chỗ nào cho đỡ ngại thôi, địp miệng.